Bản tin quốc tế 29 tháng 12 năm 2022. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quốc tế ngày 29 tháng 12 của kênh TV24 giờ. Sau đây sẽ là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Mỹ quyết ngăn Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga. Phương Tây lo ngại đòn đáp trả của Nga về dầu mỏ. Hé lộ điểm nóng xung đột tiếp theo sau Ukraine. Trật tự thế giới mới và sự nổi lên của các nước tầm trung. Sau đây là thông tin chi tiết. Mỹ quyết ngăn Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga. Mỹ tiết lộ nước này sẽ kiểm soát xuất khẩu và hợp tác với các công ty để ngăn chặn Iran tiếp cận công nghệ phương Tây trong sản xuất máy bay không người lái. Ngày 28 tháng 12, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrian Watson cho biết Nhà Trắng đang nỗ lực ngăn chặn Iran sử dụng linh kiện của phương Tây để chế tạo máy bay không người lái UAV quân sự. Theo đài RT, bà Watson đưa ra tuyên bố sau khi Washington cáo buộc Tehran cung cấp UAV chiến đấu cho Nga sử dụng trong xung đột quân sự với Ukraine. New York Times dẫn lời bà Watson nêu rõ, chúng tôi đang tìm cách ngăn chặn việc chế tạo UAV của Iran thông qua các biện pháp trừng phạt, kiểm soát xuất khẩu và đàm phán với các công ty có những bộ phận đã được Iran sử dụng trong quá trình sản xuất. Đồng thời, Nhà Trắng đang đánh giá các bước tiếp theo để Mỹ có thể kiểm soát xuất khẩu nhằm hạn chế quyền tiếp cận của Iran đối với các công nghệ được sử dụng trong máy bay không người lái. Ukraine đã cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 của Iran trong các cuộc tấn công vào Kiev và nhiều thành phố khác. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định Moscow chỉ sử dụng thiết bị của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani tuyên bố việc Kiev cáo buộc Iran cung cấp khí tài cho Nga là vô căn cứ, nhấn mạnh nước Cộng hòa Hồi giáo này không cung cấp khí tài quân sự cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột. CNN tuần trước đưa tin Washington đã thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra cáo buộc cho rằng nhiều linh kiện của phương Tây được tìm thấy trong máy bay không người lái do Nga triển khai ở Ukraine. Theo Bloomberg, Mỹ cũng đang nghiên cứu các biện pháp hạn chế xuất khẩu bổ sung đối với Iran. Vào tháng 9 và tháng 11, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt với một số công ty Iran bị cáo buộc liên quan đến việc bán UAV cho Nga. Phương Tây lo ngại đòn đáp trả của Nga về dầu mỏ. Việc Nga tuyên bố sẵn sàng cắt giảm sản lượng khai thác dầu để trả đũa việc phương Tây áp giá trần dầu mỏ khiến thị trường lo ngại. Các thị trường trên thế giới đang ngày càng lo lắng khi Nga đáp trả mức giá trần do phương Tây áp đặt đối với dầu mỏ của nước này, một bài báo đăng trên tờ Le Echo của Pháp cho biết. Tờ báo lưu ý, việc Nga sẵn sàng cắt giảm sản lượng khai thác dầu đã làm dấy lên lo ngại, vì việc cắt giảm sản lượng cho dù chút ít cũng có thể làm gia tăng căng thẳng trên một thị trường vốn đã rất biến động. Trong những tuần gần đây, giá dầu đã xuống đến mức thấp nhất trong vòng một năm. Tuy nhiên, những ngày cuối năm này lại tăng trước lo ngại nguồn cung toàn cầu trên thị trường sụt giảm, cũng như nhu cầu tại Trung Quốc gia tăng khi nước này nới lỏng chính sách phòng chống COVID-19. Ngoài ra, một yếu tố khác cũng góp phần đẩy giá dầu lên là việc Mỹ công bố số liệu dự trữ dầu trong nước giảm và thông báo bắt đầu mua dầu để bổ sung dự trữ. Vào ngày 5 tháng 12, các biện pháp trừng phạt về dầu mỏ của phương Tây bắt đầu có hiệu lực. Liên minh châu Âu EU ngừng tiếp nhận dầu của Nga được vận chuyển bằng đường biển, còn các nước G7, Australia và EU áp đặt giới hạn về giá đối với dầu vận chuyển bằng đường biển ở mức 60 đô la Mỹ một thùng. Việc vận chuyển và bảo hiểm đối với dầu mua theo mức giá đắt hơn bị cấm. Ngày 27 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh cho biết Nga sẽ cấm bán dầu thô và các sản phẩm liên quan đến dầu thô của nước này cho các quốc gia áp giá trần trong hợp đồng. Sắc lệnh cũng cấm giao hàng theo những hợp đồng trực tiếp hoặc gián tiếp tuân thủ cơ chế giá trần. Hé lộ điểm nóng xung đột tiếp theo sau Ukraine. Khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sắp tròn một năm, một điểm nóng khác ở châu Âu có nguy cơ châm ngòi lại một cuộc chiến thứ hai trên châu lục này. Theo tờ The Daily Beast, Kosovo là tâm điểm của cuộc chiến toàn diện ở châu Âu vào cuối những năm 1990 và những căng thẳng ở đó chưa bao giờ biến mất hoàn toàn. Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008, nhưng Serbia không công nhận. Trong tuần này, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić đã đặt quân đội ở mức sẵn sàng chiến đấu cao nhất để bảo vệ các khu vực sắc tộc Serbia ở phía bắc Kosovo mà ông nói đang bị Kosovo đe dọa. Ông Vučić cho biết quân đội Serbia sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ người dân và Serbia. Bộ Nội vụ Serbia cũng nhấn mạnh tất cả các đơn vị sẽ ngay lập tức đặt dưới sự chỉ huy của Tổng tham mưu trưởng. Trước đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Serbia, tướng Milan Mostrilovic đã được phái đến khu vực biên giới với Kosovo hôm 25 tháng 12. Tiếp đó, ngày 28 tháng 12, Tổng thống Vučić đã kêu gọi người Serbia ở Kosovo chấm dứt các cuộc biểu tình chống lại chính quyền Kosovo, trấn an rằng họ sẽ không bị truy tố. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Petar Petković, giám đốc văn phòng của người Serbia tại Kosovo cho biết,
Chúng tôi đã được Mỹ và Liên minh châu Âu đảm bảo rằng không ai trong số những người Serbia ở Kosovo tham gia biểu tình và dựng rào chắn sẽ bị truy tố hoặc bắt giữ. Trước đó có thông tin nói rằng người Serbia ở Bắc Kosovo và Metohija đã dựng các rào chắn trên các con đường ở Kosovka Mitrovica. Họ đã phải hành động như vậy khi có thông báo rằng lực lượng an ninh Kosovo đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Về phần mình, ngày 28 tháng 12, Kosovo đã đóng cửa khẩu lớn nhất sau khi những người biểu tình phong tỏa khu vực này bên phía Serbia. Sau hai cửa khẩu khác trên biên giới Serbia bị đóng cửa kể từ ngày 10 tháng 12, hiện chỉ còn 3 điểm nhập cảnh giữa hai bên vẫn mở. Trước đó ngày 27 tháng 12, Bộ trưởng Nội vụ Kosovo Selan Svetla cáo buộc Serbia dưới sự chi phối của Nga đang có ý định gây bất ổn cho vùng lãnh thổ này thông qua biện pháp hỗ trợ người thiểu số Serbia ở miền Bắc Kosovo, những người đã chặn đường và biểu tình suốt gần 3 tuần qua. Điện Kremlin đã bác bỏ những tuyên bố trên, nhấn mạnh rằng Serbia chỉ đơn giản là bảo vệ quyền của người sắc tộc nước này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng nỗ lực hòng phá vỡ tầm ảnh hưởng của Nga là hoàn toàn sai lầm. Trật tự thế giới mới và sự nổi lên của các nước tầm trung. Cuộc xung đột Nga-Ukraine trong năm nay đã đặt dấu chấm hết cho giai đoạn hòa giải giữa Nga và phương Tây hậu đối đầu Đông Tây. Sự đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc cũng gia tăng với những căng thẳng liên quan đến vấn đề Đài Loan và việc Washington thắt chặt xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc. Cuộc đối đầu nước lớn đã quay trở lại. Thậm chí, những quốc gia không cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine cũng như không áp hạn chế thương mại với Nga và Trung Quốc cũng phải lo ngại. Cuộc xung đột ở Ukraine với những diễn biến khó lường khiến các nhà quan sát không loại trừ nguy cơ khí tài hạt nhân được sử dụng. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt kinh tế mà các bên áp đặt lẫn nhau cũng đe dọa dòng chảy đầu tư và thương mại trên thế giới. Sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa Liên minh phương Tây do Mỹ dẫn đầu với Nga và Trung Quốc đã mang đến những mối đe dọa cũng như cơ hội cho các quốc gia tầm trung. Trong nỗ lực hướng các vấn đề thế giới theo lập trường của mình, Washington, Bruxelles, Bắc Kinh và Moscow phải chú ý hơn đến các quốc gia trung lập như Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Indonesia và Nam Phi. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chịu nhiều sức ép trong nước, nhưng trên trường quốc tế ông đã xoay sở để duy trì khéo léo vị thế của mình. Bất chấp việc là một thành viên của NATO, Thổ Nhĩ Kỳ không tham gia vào các biện pháp trừng phạt Nga của phương Tây. Chính quyền Tổng thống Erdogan thậm chí đã cản trở việc gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển, đồng thời tìm kiếm những nhượng bộ từ các đồng minh trong các vấn đề liên quan đến lợi ích của mình. Trong khi đó, Ấn Độ, với nguyện vọng thực tế là trở thành một trong những cường quốc thế giới trong thế kỷ này, cũng lựa chọn cân bằng trong quan hệ với các nước lớn. New Delhi có lẽ khiến một số nước phương Tây không hài lòng khi nhập khẩu dầu thô giá rẻ từ Nga. Nhưng Ấn Độ hiểu rõ nước này có thể tránh được các biện pháp đáp trả bởi Ấn Độ có vai trò quan trọng trong nỗ lực của phương Tây để cân bằng quyền lực với Trung Quốc. Trên thực tế, phương Tây không thể phớt lờ các quốc gia tầm trung trong G20. Sức mạnh kinh tế gia tăng của các nước này đồng nghĩa với việc họ có vai trò ngày càng quan trọng trong việc định hình các quy tắc về thương mại, công nghệ, trừng phạt và quy chuẩn quốc tế. Tuyên bố của G20 sau hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 11 tại Indonesia không thể đạt được lập trường chung về việc chỉ trích Nga đã cho thấy ảnh hưởng của các nước tầm trung ở bán cầu Nam. Dù vậy, bản thân những quốc gia tầm trung này cũng cần suy nghĩ cẩn thận về lập trường của mình. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Ấn Độ hay các nước vùng vịnh đều đang cố gắng khai thác lợi ích đạt được trong quan hệ với các nước lớn, nhưng cũng đồng thời tránh chỉ trích hay đứng về phía bất kỳ bên nào. Ngày 27 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố năm 2023 sẽ mang tính quyết định trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời cho biết Kyiv sẽ tiếp tục chuẩn bị mọi điều kiện cho lực lượng an ninh và phòng vệ Ukraine trong năm tới. Cũng trong tuyên bố trên, Tổng thống Zelensky đã công bố những nhiệm vụ mà giới lãnh đạo đất nước phải đối mặt, đặc biệt là việc khôi phục Ukraine, xích lại gần hơn với các đối tác quan trọng, cũng như mở ra những cơ hội mới cho đất nước trên thế giới. Ông Zelensky cho biết, giới chức Ukraine hiểu được những rủi ro phải đối mặt trong mùa đông, hiểu được những gì phải làm trong mùa xuân, và do vậy, Ukraine cần nhận thức được là phải đạt được những mục tiêu nào. Trước đó, vào ngày 23 tháng 12, Tổng thống Zelensky khẳng định một trong những nhiệm vụ chính của các nhà ngoại giao trong năm tới là bắt đầu các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu-EU. Ông Zelensky cũng cho biết, trong năm tới có kế hoạch mở 10 đại sứ quán Ukraine tại các nước châu Phi. Đáng chú ý, việc đàm phán với Nga không được đưa vào mục tiêu ngoại giao của Tổng thống Ukraine. Thay vào đó, ông đề nghị các đại sứ tăng cường nỗ lực áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và phong tỏa tài sản của Nga. Theo giới phân tích, năm 2023, Nga có thể có hành động quyết định để chấm dứt xung đột do Điện Kremlin cần tạo ra một môi trường tương đối ổn định và tích cực cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Trong khi đó, khả năng của phương Tây trong việc tiếp tục hỗ trợ tài chính và cung cấp quân sự cho Kyiv ở mức độ nào vẫn còn là câu hỏi để ngỏ.
Vì vậy, nhiều khả năng xung đột sẽ leo thang hơn vào năm tới. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, truyền thông Mỹ dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia bà Adrienne Watson cho biết giới chức nước này đang tìm cách ngăn cản Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Theo đó, thì Mỹ sẽ tìm cách ngăn Iran cung cấp máy bay không người lái cho Moscow bằng các biện pháp trừng phạt, hạn chế xuất khẩu và đàm phán với các công ty tư nhân cung cấp thiết bị cho Iran. Bà Watson nói thêm rằng Nhà Trắng đang lên kế hoạch kiểm soát xuất khẩu nhằm hạn chế quyền tiếp cận của Iran đối với các công nghệ được sử dụng trong sản xuất máy bay không người lái. Kiev và các nước phương Tây liên tục cáo buộc Iran cung cấp UAV cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Quân đội Ukraine đã thu được nhiều mẫu UAV được Nga triển khai trong các đòn tập kích và cho rằng chúng là mẫu Shahed 136 do Iran sản xuất rồi cung cấp cho Moscow. Đáp lại, thì Iran khẳng định nước này chỉ cung cấp UAV cho Nga từ trước khi nổ ra chiến sự tại Ukraine hồi đầu năm nay, trong khi Nga cũng tuyên bố chỉ sử dụng công nghệ nội địa để sản xuất UAV dùng ở Ukraine. Mỹ được cho là đang giúp các lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu tới các địa điểm mà máy bay không người lái được Nga triển khai, đồng thời cung cấp cho Ukraine các thiết bị có khả năng phát triển sớm máy bay không người lái. Hãng tin CNN tuần trước đưa tin rằng Washington đang cân nhắc thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra nghi vấn về một số bộ phận thiết bị phương Tây tìm thấy trong máy bay không người lái do Nga triển khai Ukraine. Trước đó, thì vào ngày 15 tháng 11, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố áp đặt biện pháp trừng phạt đối với các công ty và cá nhân nào có liên quan đến việc sản xuất hoặc chuyển giao máy bay không người lái của Iran cho Nga. Mỹ, EU kêu gọi Kosovo, Serbia hạ nhiệt căng thẳng. Mỹ, EU ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về quan hệ giữa Kosovo và Serbia, kêu gọi hai bên kiềm chế và lập tức xuống thang căng thẳng. Chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, lập tức hành động vô điều kiện để hạ nhiệt căng thẳng, không khiêu khích hay đe dọa, Mỹ và Liên minh châu Âu EU cho biết trong tuyên bố chung ngày 28 tháng 12. Theo tuyên bố chung, Mỹ và EU đang phối hợp với Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić và lãnh đạo Kosovo Albin Kurti để tìm giải pháp chính trị cho căng thẳng hiện tại. Căng thẳng bùng phát sau khi giới chức Kosovo ngày 10 tháng 12 bắt cựu cảnh sát người Serbia Dejan Pantic, cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào các cảnh sát người Albania. Cộng đồng người Serbia ở Kosovo đã tổ chức biểu tình dựng rào chắn để phản đối. Một số vụ tấn công nhằm vào cảnh sát Kosovo và lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế xảy ra. Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Milos Vucevic ngày 26 tháng 12 thông báo, Tổng thống Vucic đã lệnh cho quân đội nước này chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Một tòa án ở Pristina ngày 28 tháng 12 ra phán quyết Baltic được ra tù và chịu quản thúc tại nhà. Động thái được cho là sẽ góp phần hạ nhiệt căng thẳng. Tổng thống Vučić cuối ngày 28 tháng 12 kêu gọi người Serbia ở Kosovo dỡ bỏ rào chắn, sau đó xác nhận quá trình này sẽ bắt đầu từ hôm nay nhưng sẽ mất thời gian. Kosovo trước đó cũng đã đề nghị lực lượng gìn giữ hòa bình Kosovo KFOR của NATO hỗ trợ. Kosovo có diện tích khoảng 10.800 km2, là vùng lãnh thổ ly khai nằm ở phía tây nam Serbia, có đa số dân là người Albania. Khu vực này tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008 với sự hậu thuẫn của phương Tây. Sau cuộc chiến tranh năm 1998-1999, trong đó NATO đã can thiệp để bảo vệ các nhóm người Albania. Phần lớn các nước phương Tây công nhận độc lập của Kosovo, song vùng ly khai chưa được trao ghế tại Liên Hợp Quốc do Nga và Trung Quốc phản đối. Kosovo có khoảng 1,8 triệu dân. Một số thống kê trước đây cho thấy có khoảng 120.000 người Serbi sống tại miền Bắc Kosovo, trong khi ước tính gần đây cho thấy khoảng 50.000 người thuộc nhóm dân tộc này sinh sống tại đây. Nhóm người này không công nhận chính quyền ở Pristina, thay vào đó trung thành về mặt chính trị với Serbia, nước vẫn cung cấp hỗ trợ tài chính cho họ. Tổng thống Yoon lên tiếng sau vụ UAV Triều Tiên xâm nhập không phận. Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 28 tháng 12 khẳng định Hàn Quốc sẽ không do dự đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên, bất chấp khí tài hạt nhân của nước này. Chúng ta phải trừng phạt và trả đũa bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên. Đó là biện pháp mạnh mẽ nhất để ngăn chặn các hành động khiêu khích. Thư ký báo chí Kim Eun-hee dẫn lời Tổng thống Yoon Suk-yeol phát biểu trong một cuộc họp với các phụ tá, Reuters đưa tin. Chúng ta không được sợ hãi hay do dự vì Triều Tiên có khí tài hạt nhân, ông khẳng định. Trước đó vào ngày 26 tháng 12, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đã điều một số máy bay không người lái qua biên giới của nước này, khiến quân đội Seoul triển khai máy bay chiến đấu và bắn cảnh cáo để xua đuổi, AFP đưa tin. Tuy nhiên, quân đội Seoul đã không thể bắn hạ số máy bay không người lái này khi chúng bay qua Hàn Quốc trong nhiều giờ. Hãng tin Reuters cũng cho biết một máy bay KA-1 của Hàn Quốc đã gặp nạn khi can thiệp UAV của Triều Tiên. Vụ việc dẫn đến sự chỉ trích mạnh mẽ ở Hàn Quốc đối với hệ thống phòng không của nước này. Tổng thống Yoon đã khiển trách quân đội.
Quân đội Hàn Quốc cũng xin lỗi về cách phản ứng và nói rằng họ không thể bắn hạ vì máy bay không người lái quá nhỏ. Cùng ngày, Bloomberg dẫn tuyên bố của Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đã triển khai các phương tiện trinh sát có người lái và không người lái tới các khu vực gần biên giới và bên trong Triều Tiên để do thám và chụp ảnh các cơ sở quân sự. Đến ngày 28 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup nói với Quốc hội rằng Tổng thống Yoon đã yêu cầu ông điều máy bay không người lái đến Triều Tiên để đáp trả hành động xâm nhập, ngay cả khi có nguy cơ leo thang căng thẳng. Pháp sư Peru dự báo xung đột Nga-Ukraine. Nhóm pháp sư tại thủ đô Lima của Peru dự đoán hòa bình đang đến gần và chiến sự Nga-Ukraine sẽ kết thúc trong năm 2023. Trên đỉnh đồi, các pháp sư Peru ngày 28 tháng 12 mặc trang phục truyền thống của người Andes thực hiện nghi thức chào đón năm mới trong lễ thanh tẩy với hoa, nhang, rắn cùng ảnh của Tổng thống Nga và Ukraine. Tất cả sẽ dịu xuống, hòa bình và yên tĩnh sẽ tới, đó là những gì chúng tôi nhìn thấy. Pháp sư Cleofe Sedano nói và dự đoán hiệp định hòa bình sẽ được ký vào tháng 8 năm 2023. Buổi lễ được tổ chức trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine diễn ra hơn 10 tháng. Báo cáo được Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền công bố ngày 28 tháng 12 cho biết 6.884 dân thường không qua khỏi và gần 11.000 người bị thương trong cuộc xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tích cực thúc đẩy kế hoạch hòa bình 10 điểm được công bố lần đầu hồi tháng 11. Tuy nhiên, Điện Kremlin tuyên bố không thể có kế hoạch hòa bình nào nếu không tính tới tình hình thực tế hiện nay với việc 4 tỉnh được sáp nhập vào Nga, đồng thời cảnh báo kế hoạch không tính tới thực tế này không thể mang lại hòa bình. Cũng trong buổi lễ ngày 28 tháng 12, các pháp sư Peru dự đoán rằng tình hình sức khỏe của vua bóng đá Pele sẽ tiếp tục xấu đi. Họ cũng cảnh báo về thảm họa thiên nhiên trong năm 2023. Năm tới sẽ có một trận động đất, nhưng không phải tại thủ đô của Peru mà là một nơi khác, khả năng cao sẽ ở phía bắc châu Mỹ và có thể là Mỹ. Sẽ có rất nhiều thảm kịch, chủ yếu do khí hậu, pháp sư Walter Alarcón nói.